làm được. À nhưng anh đừng quay sát lại nha. Khánh mời các vong linh đi theo mình dựng trên bát hương đấy để hưởng lộc. Xin nào phép quan thần linh cai quản tại Linh Quang Điện cho phép vong linh nam theo Phạm Quỳnh Mai sinh năm 1996 mượn ghế người trần gian. Xin thỉnh mời vong linh nam theo Phạm Quỳnh Mai sinh năm 1996 mượn ghế người trần gian. Xin thỉnh mời vong linh nam theo Phạm Quỳnh Mai sinh năm 1996 mượn ghế người trần gian. Xin thỉnh mời vong linh nha. Rồi hôm nay Quỳnh Mai đưa vong linh đến đây để thầy giúp vong linh siêu thoát. Vong linh lên chưa? Có phải vong linh không? Có phải vong linh nam không? Thầy hỏi. Phải không? Em thả lỏng hết người ra nhá. Xin thỉnh mời vong linh nam theo Phạm Quỳnh Mai sinh năm 1996 mượn ghế người trần gian. Xin thỉnh mời vong linh nam theo Phạm Quỳnh Mai sinh năm 1996 mượn ghế người trần gian. Xin thỉnh mời vong linh nam theo Phạm Quỳnh Mai sinh năm 1996 mượn ghế người trần gian. Thank you.
vong linh lên đây chưa nào? Lên chưa? Lên được rồi, gần đầu một cái. Em mời vong linh lên để nói chuyện nhá, để giúp cho vong linh siêu thoát nhá, đi tu học và tái kiếp nhá, không ở trần gian nữa. Âm trần cách biệt, vong linh cứ đi theo cô ấy cũng không lấy được cô ấy mà nhá. Chơi chưa? Lâu chưa? Có phải tại Vong Linh làm cho cô ấy mất ngủ và khó chịu không? Phải tại Vong Linh không? Phải không? Tại sao Vong Linh làm thế? Tại thích cô ấy à? Tại Vong Linh thích cô ấy à? Thích à? Yêu à? Phải không? À, yêu à? Chứ kiếp trước Vong Linh có phải là chồng cô ấy không? Có phải chồng kiếp trước không? Phải người yêu không? Người yêu trước không? Phải người yêu trước à? Rồi. Hôm nay thầy mời Vong Linh lên để giúp cho Vong Linh được đi tu học để được tái kiếp gặp người trần gian nhá. Sau khi Vong Linh được Phật đón đi này, Vong Linh tu tập tốt tiếp này thì sẽ được tái kiếp về trần gian nhá. Rồi cũng sẽ có người yêu, rồi cũng sẽ có vợ như những người trần bình thường. Được chưa? Còn bây giờ Vong Linh cứ ở như thế này là Vong Linh không có thể xác đâu. Và Vong Linh phải đi mượn xác người khác, không phải là mình. Như thế thì là cô Vong Linh cũng mệt mỏi mà cô này cũng mệt mỏi. Vong Linh có hiểu không? Hiểu thầy nói không? Hiểu thì gật đầu. Ngoài Vong Linh ra còn người nào theo cô ấy nữa không? Còn không? Có ạ. À. Em cô ấy có đi theo cô ấy không? Có không? Linh muốn nói chuyện không? Khai khẩu với Vong Linh nói chuyện nhá. Gọi Vong Linh nhá. Vong Linh uống nước không? Nước trà không? Ấm nhé. Thầy sẽ chuyển lời cho Vong Linh với cô ấy nhá. Là mặc dù Vong Linh rất là yêu cô ấy, nhưng mà biết là âm trần kết biệt, không ở cùng với cô ấy được. Cô
Bây giờ vong linh sẽ đi tu học để tái kiếp. Về tập Phật nhá. Bây giờ Phật đón vong linh đi nhá. Chúc cô ấy ở lại sức khỏe tốt này, có người yêu sớm, có người yêu này thì nhờ. Được không? À, nhớ là không cần cô ấy mất ngủ nữa nhá. Không được mỏi vai nữa nhá. Nhớ chưa? Đồng ý không? Đồng ý không? Con không nên đồng ý đi nhá. Tâm trần khách nhiệt. Mình phải siêu pháp. Đồng ý tái kiếp nhá. Một tha cho cô ấy nhá. Để siêu pháp cho bọn mình bây giờ nhá. Đồng ý đi thì gật đầu rồi. Thương cô ấy à? Khóc à? Thương cô ấy thì nếu cô ấy không muốn đi thì khóc thì kịp lòng, mình là đàn ông mà mạnh mẽ lên. Không có thể xác để sinh con cái, đúng không? Con thầy đưa con đi đi nhá, siêu phát nhá. Sẽ nói với cô ấy rằng con linh rất yêu cô ấy và chúc cho cô ở lại hạnh phúc nhá. Yeah. Không đi gặp đầu mạnh cái thì tiến vong linh đi nè. Thầy đã thắp hương ở bên kia cho vong linh rồi nhá. Bên kia có bánh trái hoa quả, một ít tiền vàng cho vong linh đi nữa nhá. Vong linh đồng ý đi chưa? Để thầy đưa vong linh đi nào. Thank you.
Linh đi nhá. Về Tây Phương nhá, theo quán Thế Âm nhá. Nào đồng ý thì gật đầu, thầy đưa đi nào. Gật mạnh cái. Đồng ý thì cúi đầu xuống, thầy đưa Phong Linh đi nào. Cúi đầu xuống. Cúi đầu xuống nào Phong Linh, thầy đưa đi nhá. Cầu quan Thế Bồ Tát con cầu Địa Tạng Vương Bồ Tát có nước con linh hồn nam theo Phạm Quỳnh Mai sinh năm 1996 đi tu học và đi tái kiết làm người. Cầu Phật Tổ Như Lai cầu quan Thế Bồ Tát con cầu Địa Tạng Vương Bồ Tát có nước con linh hồn nam theo Phạm Quỳnh Mai sinh năm 1996 đi tu học và đi tái kiết làm người. Cầu Phật Tổ Như Lai cầu quan Thế Bồ Tát con cầu Địa Tạng Vương Bồ Tát đón nước con linh hồn nam theo Phạm Quỳnh Mai sinh năm 1996 đi tu học và đi tái kiết làm người. Ừ.
cảm giác như có một cái lực nào đấy kiểu tự vật đầu với là tự gây ạ. Đầu tự lắc đầu à? Không phải mình à? Mình chỉ cảm nhận được một chút thôi. Thế không phải mình uống nước không? Có nhớ mình uống nước không? Hơi mơ hồ. Tại sao khóc à? Lúc mặt méo thì khóc. Thế là nước mắt đấy. Nước mắt cứ chảy ra. Không biết tại sao. Nhưng mà sao thầy bảo mỗi cái vòng đấy đi mà tất cả những người đi luôn? Thầy đặt tay đầu thì giải hết rồi. Thế là có tất cả bao nhiêu vòng đi? 3 vòng. Là một là ông nam đi theo mình, một ông nữ ở nhà và một em trai. Siêu luôn rồi. Ôi cảm giác đấy kiểu cứ tự gật đầu đấy. Không phải mình gật à? Không, không có làm gì đâu. Mà con làm gì phải khóc đâu. Thế à? Tự nhiên nó khóc. Anh ấy rất là yêu con, không muốn đi đâu, rất là yêu. Nhưng mà vì thầy động viên anh ấy rồi, là phải theo Phật mới được tái kiếp. Thì anh ấy chấp nhận ra đi, lúc đầu không muốn đi lắm. Nhưng sau rồi thấy Quan Thế Bồ Tát đến đó mới đi luôn. Thì cô học nữ kia thầy cho đi rồi. Một em trai con nữa, em trai cứ đạp xe xung quanh con này. Thì một cái xe đạp cứ đạp xung quanh. Sẽ đi luôn, sớm bạn, sớm một tay kia. Mày có hiểu cái gì? Thầy con cứ kiểu khó chịu, lúc nào cũng kiểu nặng vai, xong rồi cảm giác như người thì kiểu không ốm đâu, nhưng mà kiểu một năm trở lại đây, lúc nào cũng kiểu nặng vai, đau đầu như có ai làm gì, nhưng mà đi khám đi sao có bệnh gì? Đây là gọi là bệnh âm. Vong theo và tiền duyên theo thì nó làm cho mình mỏi vai hay đau đầu và thì khó hiểu về cái mình. Người nam đấy là chồng hay là gì? Người yêu thôi, là cái người rất yêu con chứ không phải chồng kiếp trước. Tiền duyên kiếp trước có thể là chồng, có thể là người yêu thôi, nhưng con anh ấy bảo ấy là người yêu. Một lần đấy nhưng mà khi mà tiền duyên đi theo thì mình không nhìn thấy mặt. Kết thúc rồi, lạy Phật năm lạy tạm tạm. Tuy chân quá. Okay, so it's a high.